Minasan, konnichiwa. Nhật ngữ Hoa Sen xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn cho các bạn cách phân biệt ni và de. Vậy nó khác nhau như thế nào? Chúng ta cùng nhau xem qua cái ví dụ sau đây nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ phân biệt về trợ từ de trước. Trước de sẽ là một địa điểm và sau de là sẽ những cái hành động như là hatarakimasu, benkyou shimasu, sashi o torimasu. Hay. Và đầu tiên thì chúng ta có gì đây? Hay. Anh wa nihon de hataraite imasu. Hành động được diễn ra. Anh trai tôi thì đang làm việc ở Nhật, đúng không ạ? Anh trai tôi thì đang làm việc ở Nhật. Này, hành động được diễn ra ở đâu thì trợ từ de sẽ xuất hiện ở đó. Tương tự như vậy thì watashi wa hoa sen gakko de nihongo benkyou shimashita. Tôi thì đã học tiếng Nhật ở trường Nhật ngữ Hoa Sen. Vậy thì cái mình học ở đâu, hành động được diễn ra ở đâu thì xuất hiện trợ từ de ở đó. Hay, tương tự như vậy, Tokyo de sashin o torimashita. Kore wa Tokyo de totta sashin desu. Đây là cái bức ảnh mà tôi đã chụp ở Tokyo. Vậy là ở Tokyo mình đã diễn ra hình ảnh, cái hành động là chụp ảnh. Vậy thì trợ từ de xuất hiện ở đó. Vậy còn trợ từ ni nó khác nhau với de như thế nào thì chúng ta cùng nhau qua xem qua cái ví dụ sau đây nhé. Hay, trước ni vẫn là một địa điểm nhưng mà sau ni sẽ là một động từ nói về sự tồn tại. Hay, Ani wa nihon ni sundemasu. Anh trai tôi thì đang sống ở Nhật. Vậy anh trai mình thì đang có mặt ở bên Nhật, vậy nên trợ từ ni xuất hiện ở đó. Tương tự như vậy thì kino watashi wa misan no ie ni tomarimashita. Ngày hôm qua tôi đã ngủ lại, tôi đã trọ lại ở nhà bạn My. Vậy thì nhà bạn My, mình đã hiện diện ở nhà bạn My, mình có mặt ở nhà bạn My, nên nhà bạn My sẽ là xuất hiện trợ từ ni ở đằng đó. Hay, và qua bài học ngày hôm nay thì các bạn đã phân biệt được đâu là sử dụng trợ từ de và đâu là sử dụng trợ từ ni rồi phải không ạ? Tóm tắt lại một lần nữa nhé. De thì sẽ sau đó sẽ là một hành động từ nói về hành động. Hành động được xảy ra ở đâu thì de ở đó, và ni thì là có mặt ở đâu, hiện diện ở đâu thì ni ở đó. Hay, chỉ đơn giản là như vậy thôi. Minasan sayonara, mata kondo yoroshiku negashimasu.